Còn Dương Võ, ta thực sự không ngờ hắn lại là con người như vậy. Đây đây, các dạ xin mời quý khách. Thôi đi ăn à, nơi về đây. Không biết về vẫn có trò vui nhà không? Hay lắm. Kẻ sĩ là phải biết thức thời, đừng câu nệ. Ngươi xem, bọn Trần Trung bây giờ chỉ là những con chó thảm hại thôi. Ngươi có biết không? Đội ơn ngài đã vẽ đường cho Dương Võ này sáng mắt ra. Ngài đúng là đoán trước hết tất cả mọi việc giống như thần. Chẳng phải ta vô cớ mà giữ được chức quan này, sau khi sư phụ ta vì tên khốn Trần Trung mà phải cáo quan ở ẩn. Sống ở đời hơn nhau là biết tiếng thói đúng chỗ, chọn mặt gửi vàng, hiểu chưa? Khi hắn hại ta lao đao, ta phải cắn răng chịu nhục, lui về sau. Mai mà thời thế thay đổi, ta lại trở về với chức quan khâm sai như xưa. Quả là trời không phụ lòng ta. Ngài đúng là tay mưu lược, sắp xếp mọi việc đúng là kín kẽ, không sơ hở chỗ nào. Đánh cờ còn tính trước năm ba nước nữa kia mà. Dạ phải. Từ chuyện hạ độc chồng của cô Hồng, đốt nhà Lê Trí. Thêm một nhân chứng là một cụ lệnh lạc điên điên khùng khùng nữa chứ. Đại nhân quả là xuất sắc, quả là xuất sắc. Nhưng sau tất cả là đưa Trần Trung vào ngục, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tiểu nhân bái phục, bái phục. Chẳng những vậy mà ta còn có mắt nhìn người. Người nói đi, tại sao ta lại chọn người trong đám thuộc hạ của Trần Trung? À, tiểu nhân vốn xuất thân là kẻ nghèo hèn, may mà được khâm sai để mắt tới. Ta đâu dám tự nhận mình hơn ai, chắc là do may mắn thôi. Nhưng ta biết ngươi mới gia nhập,
và ngươi là kẻ kém nhất trong đám. Gia cảnh là nghèo hèn, làm sao tránh khỏi bị đối xử và phân biệt, có đúng không? Thưa đúng, đại nhân quả thật là thấu hiểu tâm can của tiểu nhân. Và còn một chuyện quan trọng hơn hết là ta đem tin tốt lành của cha ngươi đến cho ngươi. Ta vẫn thường gặp ông ấy, cho dù ông ấy đã quy y cửa Phật, nhưng mà ông ấy lúc nào cũng quan tâm đến ngươi. Và ta sẽ chăm sóc ông ấy cẩn thận và chu đáo. Nếu như tiểu nhân đã hiểu ý của ngài, mong ngài gửi lời chúc phúc của tiểu nhân đến thân phụ. Được hay không? Dương Võ, ngươi hãy dừng lại đi mà. Dương Võ, tên phản bội, nhà ngươi giết ta đi. Ta có làm ba ta cũng không tha cho nhà ngươi đâu. Ngươi nói cái gì chứ? Giết Dương Võ, ngươi mất nhân tính rồi Dương Võ à? Hãy dừng lại. Giết Công Nhi, Công Nhi, Dương Võ, ngươi muốn hành hạ tra tấn thì hãy hành hạ tra tấn ta nè. Công Nhi không có tội gì cả, ngươi hãy dừng lại đi. Dừng lại đi Dương Võ. Ngươi im đi, rồi cũng sẽ tới lượt cứu tới mà. Giết hãy dừng lại đi. Giết Công Nhi, Công Nhi. Trần Trùng, em chịu không nổi. Cho ta gặp quan không sai, ta có chuyện cần nói. Cho ta gặp quan không sai. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Phải. Người mà ngươi muốn hại đó chính là ta. Hà cớ chi mà lại hãm hại liên lụy bao người? Nay ngươi đã đạt được mục đích của ngươi rồi, mau thả Ngọc Nhi ra. Ngươi đang ra lệnh cho ta hay là khẩn cầu ta? Ta khẩn cầu ngươi hãy thả Ngọc Nhi ra. Ta thấy ngươi chưa có thành ý. Ngươi muốn sao? Ngươi quan tâm cô ta lắm đúng không? Vậy ngươi hãy quỳ trước ta, ta sẽ tha cho cô ấy. Ngươi có làm được không? Quân ác độc, đừng hòng. Trần Trung, mặc kệ Ngọc Nhi đi. Đừng làm như vậy, đừng làm điều đó với Ngọc Nhi. Mặc kệ Ngọc Nhi đi. Trần Trung. Kệ Ngọc Nhi đi mà. Kệ Ngọc Nhi đi. À, ngươi cảm động lắm đúng không? Vì nàng mà hắn thân bại danh liệt, đánh đổi cả tiền đồ sáng lạng. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta đã không sai khi nhắm ngươi để hạ hắn. Một quan trung công minh chính trực, gian danh khắp nơi, thật ra chỉ là một tên tiểu nhân lấy luật làm luật, thay trắng đổi đen. Một quan huyện miệng luôn nói chính nghĩa khẳng khái, mà ta từng biết đâu rồi, thật là nhục nhã. Im đi. Hiện nay
cô ta là hung thủ giết người. Ta thật lòng muốn cứu nàng ấy, nhưng mà nằm ngoài quyền hạn của ta. Ta rất xin lỗi vì không thể giúp ngươi. Dương Võ, hai người muốn gì đây? Ngươi là một thằng khốn. Tại sao ngươi dám đối xử với Trần đại nhân như vậy? Nếu không có ngươi, ngươi được như ngày hôm nay sao? Hay vẫn là một thằng làm thuê làm mướn, mang tội danh là con của một kẻ sát nhân? Đồ ăn cháo đá bát. Ngươi, Dương Võ, ngươi ăn phải bả của cái tên căn trường hay sao? Mà làm ta sai cho hắn. Ơn của đại nhân cao như núi, ngươi chưa trả xong mà quay mặt lại hãm hại người là sao? Ông ta, ngươi là một con chó. À không, xin lỗi ngươi, ta hơi quá lời. Nếu chửi ngươi là con chó thì thật tội nghiệp cho nó quá. Vì con chó trung thành sẽ không bao giờ quay lại cắn chủ. Phải, các ngươi lúc nào cũng coi ta như là một con chó, nên khinh khi chèn ép ta đủ điều, chê ta vô học, có gia cảnh nghèo hèn, đúng không? Được, các ngươi cứu ta rồi, bây giờ các ngươi kể công hả? Các ngươi cũng chỉ vì muốn lập công cho nên mới xui ta kiện cáo. Lật lại vụ án để điều tra chứ có tốt lành gì đâu. Được, đã đến lúc ta sẽ cho các ngươi thấy Dương Võ này không phải tầm thường đâu. Ngươi nè, nó điên rồi, đừng đụng tới nó nữa. Dương Võ, coi như ta cầu xin nhà ngươi, ngươi hãy thay đổi lời khai để cứu Trần đại nhân. Còn nếu không thì ngươi hãy dành tội của quan khâm sai là đã ép cung nhà ngươi. Dương Võ, Dương Võ, ta biết ngoài miệng ngươi nói vậy chứ trong lòng ngươi không nỡ dứt tình. Thôi thì coi như là làm ơn làm phước, phản cung lại để cứu Trần đại nhân. Các ngươi giữ ta cho đã rồi, bây giờ các ngươi xin ta hả? Đồ hèn, chóng mắt lên mà coi đi, tránh ra. Khốn kiếp à. Dương Võ ơi là Dương Võ, ta đã tin lầm ngươi rồi. Như vậy là hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt. Ba mẫu à, đừng có nhắc tới cái tên Dương Võ đó nữa. Đúng là cái tên lừa thầy phản bạn. Trước sau hắn cũng bị trời đánh cho mà coi. Ba mẫu đừng có lo, ba chúng ta hợp lực lại, không lẽ không nghĩ ra được cách gì hay sao? Đúng vậy, chúng ta đừng nghĩ tới cái tên Dương Võ đó nữa. Hắn nhất thời nghe theo lời xúi dục của tên khâm sai, quên đi. Bây giờ tôi có ý này. Ý gì? Ông nói nhanh đi. Tôi muốn khám nghiệm lại xác của cô Hồng. Biết đâu tên sát nhân để lại dấu vết gì đó, chúng ta sẽ minh oan cho cô Ngọc Nhi. Ông muốn quật mồ à? Theo luật chúng ta đâu có được phép. Đúng rồi đó, làm như vậy là vô phép, ông sẽ bị khâm sai kết tội. Tuy nhiên là tôi không để lộ, khi nào có chứng cớ rồi hắn hay. Ông Tả à, nhưng ông liều mạng vào một chuyện ông chưa biết kết quả nó ra sao, để làm gì? Thật là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta chỉ còn có ba người, làm gì thì cũng phải tính toán cho kỹ. Được rồi, thôi mình tìm cách khác đi ông. Thank you.
và Trần Đại Nhân thoát tội. Kìa, Dương Võ. Dương Võ, ta đang tìm gặp ngươi đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Võ, ngươi muốn theo ai cũng được, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Ngươi hãy đưa ta vào gặp Trần Đại Nhân ngay bây giờ và trong đêm nay. Ta có việc muốn bẩm báo với người. Giúp ta đi. Sao ông không tự đi? Hoàng không sai đã có lệnh cấm không cho ai vào ngục thất, và lại giữa đêm khuya thế này lại tăng cường canh gác. Nhưng ngươi có thể vào được. Hãy giúp ta lần này. Hãy giúp ta lần này coi như là lần cuối. Ngươi hãy đưa ta vào gặp Trần Đại Nhân ngay bây giờ và trong đêm nay. Ta có việc muốn bẩm báo với người. Giúp ta đi. Sao ông không tự đi? Hoàng không sai đã có lệnh cấm không cho ai vào ngục thất, và lại giữa đêm khuya thế này lại tăng cường canh gác. Nhưng ngươi có thể vào được. Hãy giúp ta lần này. Hãy giúp ta lần này coi như là lần cuối. Nhưng mà việc gì mà quan trọng vậy? Ta có chút chuyện nhỏ. Hãy giúp ta đi. Hãy giúp ta đi Dương Võ. Không được. Ta nói là không được. Dương Võ, đây là chuyện liên quan tới sự sinh tồn. Hãy cố gắng giúp ta đi. Ta đã đào xác của cô Hồng Linh. Ta đã có chứng cứ có thể vạch mặt hung thủ và cứu Trần Đại Nhân. Với chứng cứ này, may ra có thể giúp người bật lại tội ngụy tạo chứng cứ. Vì thật chất cô Hồng là do một người khác giết, chứ không phải là cô Ngọc Nhi. Ngươi hiểu không? Ông nói thật sao? Ngươi không tin ta sao? Hãy giúp ta đi Dương Võ, coi như là nể tình huynh đệ từ trước. Ta giáng sinh ngươi đó. Ngươi đừng dùng kế lừa gạt ta. Ta đã biết mưu đồ của ngươi hết rồi. Bao nhiêu lần ngươi xỏ mũi dắt ta đi, tự ta không biết sao. Ta không tin ngươi nữa. Đi khỏi nơi đây. Ta không đi. Hãy cho ta gặp Trần Đại Nhân. Ta đã nói ông đi đi. Nếu không mang quả vào thân đó, đi đi. Ta chấp nhận cái chết cho dù. Dạ, bấm đi nha. Sao? Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo với Trần Đại Nhân à? Nói cho ta nghe xem nào. Không đời nào ta không có phản bội Trần Đại Nhân giống như là tên Dương Võ này đâu. Ngươi còn đứng đó làm gì nữa? Giác cái xác của hắn đi cầm xác tốt. Nhanh. Tuân lệnh. Hãy cứu Đại Nhân. Ngươi bỏ ta xuống đi. Ngươi chạy đi đâu? Không được. Tôi phải kiếm thầy Lan chữa trị cho ông. Máu ra nhiều quá rồi. Muộn rồi, ta sắp chết rồi. Thúc thúc à, thúc thúc đừng nói như vậy. Thúc thúc phải sống mới được. Dương Võ, quay đầu là bờ. Đừng nghe lời của quan thâm sai đó nữa. Hãy cứu Đại Nhân. Cứu Trần Đại Nhân và Ngọc Nhi. Nghe lời ta đi. Thúc thúc à. Dương Võ. Dương Võ. Đừng bỏ Dương Võ mà thúc thúc. Thúc thúc đừng nói nữa. Thúc phải sống mới được. Thúc thúc à. Thúc thúc. Thúc thúc. Tại sao bỏ Dương Võ vậy thúc thúc? Thúc thúc.
Tại sao vậy? Tại sao ông bỏ Dương Võ mà đi vậy? Thúc Thúc, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Hai người nhanh cho, tôi đã lừa tên lính đi lấy cơm rồi. Quan Khâm Sai đã chỉ thị không cho đại nhân tiếp xúc với ai hết. Ta biết rồi. Đại nhân. Minh Hữu. Trần Trung. Mẹ. Sao mà con xanh xao quá vậy? Ngọc Nhi nữa, cả hai con xanh xao tiều tụy quá. Bọn họ có làm khó dễ gì tụi con không? Xong thiếu thốn lắm phải không con? Mẹ an tâm đi, tụi con không có sao đâu. Mà nè, sao hôm nay con thấy mọi người có vẻ ủ dột quá vậy? Bộ có chuyện gì à? Còn Minh Hữu, hãy ở ngoài chăm sóc mẹ giúp ta nha. Dạ đại nhân. Người đó cũng đừng có quỷ mị như vậy chứ. Rồi Văn Tả đâu? Sao không đi chung với mọi người hả? Ông Văn Tả có chuyện gì sao? Có chuyện gì xảy ra hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi. Ông Văn Tả bị làm sao vậy mẹ? Hả? Có chuyện gì xảy ra với ông Văn Tả hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi. Minh Hữu, nói cho tao biết đi. Đại nhân, ông ông Văn Tả. Ông Văn Tả bị gì? Ông Văn Tả bị gì? Chết rồi. Ông Văn Tả, ông Văn Tả đó. Bẩm đại nhân, đêm hôm qua ông ta lén lút quật mộ cô Hồng để tìm thêm chứng cớ. Sau đó tìm gặp đại nhân nhưng không được. Can trường biết được chuyện này nên đã thủ tiêu ông ta. Lỗi tại ta, lỗi tại ta, lỗi tại ta, lỗi tại ta, lỗi tại ta. Con đừng làm vậy mà con. Con ơi, con nói đi. Bây giờ mẹ với Minh Hữu phải làm gì hả con? Nói đi con. Con à, Bọn chúng bây giờ đang canh phòng rất cẩn mật. Thật sự bây giờ chúng ta rất khó bề xoay chuyện. Bây giờ chỉ có nước kêu án lên hoàng thượng. Mẹ, mẹ và Minh Hữu hãy cùng nhau lên kinh thành ngay, càng sớm càng tốt. Làm sao tránh được tay mắt của bọn chúng để thoát được lên kinh an toàn như mẹ. Mẹ biết, chỉ còn có cách đó thôi. Hơn nữa tình cảnh này để mẹ và Minh Hữu ở ngoài, con thực sự không yên tâm. Nghe mẹ, đi đi. Minh Hữu, hãy bảo vệ chăm sóc cho mẹ của ta. Tôi nhìn đại nhân. Mẹ đi đi mẹ, nhanh lên, hãy cẩn thận đó. Đại nhân, sư phụ, sư phụ về làng Tre sao không báo cho đệ tử biết để đệ tử ra nghênh đón ngài? Không cần ồn ào, sẽ gây bất lợi cho ta. Ngồi đi.
Dạ sư phụ. Có sư phụ ở đây thì hay quá. Con đã ra tay khiến cho Trần Trung thất điên bát đảo. Bây giờ hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của con, như cá nằm trên thớt, tùy ta xử lý. Ta đã nghe Dương Võ nói hết những âm mưu mà ngươi đã dăng sẵn, dù Quang Trung vào bẫy, ngươi thật là cao thầm. Quang Trung không phải đối thủ của ngươi. Sư phụ đã quá khen. Cũng nhờ công ơn của sư phụ, những kẻ nào là kẻ thù của sư phụ cũng là kẻ thù của con. Hắn sẽ chết không toàn thây. Nhưng kế hoạch của ngươi còn sơ hở. Không thể nào. Phàm ở đời, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ta nghe Dương Võ báo lại, Quang Trung sẽ sai bà Lâm và Minh Hữu lên kinh kêu oan và cầu cứu với triều đình. Thật là khốn kiếp. Đệ tử đã để sơ suất, sư phụ kiên tâm, đệ tử sẽ sai Dương Võ xử lý ngay vụ này. Không cần đâu, ta sẽ thay người cuối cùng giết tận. Hình như mình bị theo dõi. Ta cũng có cảm giác như vậy. Bá Mẫu à, chuyện gì? Hay Bá Mẫu đi trước đi, Minh Hữu sẽ bọc sau lưng. Nếu có chuyện gì, Minh Hữu sẽ bảo vệ Bá Mẫu. Nghe ngươi cẩn thận đó. Dạ. Nhưng mà Minh Hữu nè, ta muốn. Giết người diệt khẩu phải không? Đừng có chơi cái trò ném đá giấu tay. Có giỏi ra đứng trước mặt ta nè. Có giỏi ra đây đi. Dạ, Dương Võ hơi mạnh tay, mong Bá Mẫu bỏ qua. Thì ra là mày, thằng khốn, mày dám bắt cóc ta. Còn Minh Hữu, Minh Hữu đâu rồi? Ngươi đã làm gì Minh Hữu? Bá Mẫu, chắc là người giận con lắm. Đừng kêu ta là Bá Mẫu. Đồ phản phúc. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Theo bọn nó đi. Trước sau gì đó, ngươi cũng chết với tay tên máu lạnh đó. Dạ, đại nhân. Chào Lâm phu nhân. À, không dám. Chào Liêm đại nhân. Mời bà ngồi. Thì ra kẻ đứng sau lưng để chỉ đạo hết tất cả mọi việc chính là ông. Vậy mà ngay từ đầu, con của ta đã không nhận ra chân tướng sự thật này. Có lẽ lòng quân tử thì làm sao đo được kẻ tiểu nhân chứ. Ông oán hận vì con ta đã cản bước vinh hoa phú quý của ông, cho nên ông nuôi hận ông quay lại, sai thuộc hạ của ông làm tất cả mọi điều, mục đích là hãm hại Trần Trung con trai của ta chứ gì. Bà muốn nghĩ gì? Tùy bà. Ta không nghĩ, nhưng tất cả mọi việc xảy ra trước mắt ta buộc ta phải tin như vậy. Vậy mà con của ta đã từng coi ông là tấm gương trước khi bước vào quan trường. Gia đình của ta bây giờ đã lọt vào tay ông rồi. Muốn giết hay tha tùy ý ông. Nhưng ta muốn nhắc cho một điều, cho dù ông có lấy tay che hết tất cả bầu trời cũng không thể nào lọt qua cặp mắt của ông trời. Ác giả ác báo, ta chóng mắt chờ xem có ngày các ngươi cũng sẽ bị luật nhân quả. Cho dù ta có làm ma, ta cũng không tha thứ cho mấy người đâu. Đồ vô liêm sỉ. Bá Mẫu nói hả chưa? Chưa. Cứ để cho bà ấy nói những oan ức trong lòng.
Bà muốn nói gì? Cứ nói. Ta không có dư hơi đâu mà nói. Muốn biết, kêu tên Can Trường ra mà hỏi. Ai là người đầu độc chồng của Hồng? Ai là người đốt nhà cho ông Lê Trí chết? Ai là người giết cô Hồng rồi vu oan cho Ngọc Nhi? Ai là kẻ ám sát ông Văn Tả? Chính là nó. Nhưng nó chỉ là tên tai sai của kẻ đội lốt người lòng lan giả thú. Bây giờ ta chỉ có một thỉnh cầu. Bà cứ nói. Nếu ta có chết, hãy để cho ta chết bên cạnh con trai của ta. Được, bà sẽ được toại nguyện. Thưa sư phụ, đệ tử đã dẫn phạm nhân đến. Quỳ xuống. Ta tuy cao quan đã lâu, nhưng hôm nay thưa lệnh của hoàng thượng, ta xuống đây để xử lý vụ án này, vì ngài biết rõ mối quan hệ giữa ta và ngươi. Thật là vinh dự cho đệ tử. Đệ tử đã bắt được thủ phạm, dự kiến trong ngày nay sẽ tuyên án để trừng trị làm gương. Can thượng, trong vụ án này có 3 mạng người, thêm thuộc hạ của Trần Trung nữa là 4. Ngươi đã tìm ra hết thủ phạm chưa? Là một sát thủ hay nhiều sát thủ? Hai người đang quỳ trước mặt ta đây, là tội danh gì? Dạ thưa sư phụ, ả Ngọc Nhi bị truy tố tội giết cô Hồng. Động cơ và tang chứng đều có đủ. Còn Trần Trung vì muốn che giấu cho ả nên đã giả mạo chứng cớ phạm tội khi quân. Còn những mạng người kia thì sao? Dạ thưa, có thể là đồng phạm của Ngọc Nhi ra tay. Đệ tử sẽ bắt ả khai ra hết. Hay thật. Trong 4 mạng đó có cả cha của nghi phạm. Ngươi nghĩ sao? Dạ thưa sư phụ, trước khi về đây ta cũng đã mở cuộc điều tra rõ ràng. Tin tức và bằng chứng từ người của ta đưa về chẳng những không giống với kết luận của ngươi, mà còn ngược lại hoàn toàn. Người của sư phụ? Đúng vậy. Đưa người của ta ra đây. Quỳ xuống đại nhân. Dư Võ, Dư Võ ngươi. Đại nhân, Minh Hữu đã tìm được sát thủ. Đúng vậy. Khổ dục kế này là do Trần đại nhân bày cho ta. Trả hàng để ngươi sơ hở mà tiết lộ những âm mưu thâm độc. Chỉ vì trả thù cá nhân mà một tay ngươi đã giết hại 4 mạng người. Sát thủ của ngươi đây. Tên kia, cho ta hỏi, ai đã sắp đặt cho ngươi bỏ thuốc độc và giết chết chồng cô Hồng? Ai thuê ngươi ra tay sát hại cô Hồng và đổ tội cho Ngọc Nhi? Ai đã xui ngươi gây ra những chuyện ném đá dấu tay? Nếu không khai ra, ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng. Dạ bẩm quan, có người bỏ bạc kêu tôi làm chuyện này. Là ai? Có trong con đường này không? Dạ bẩm quan, chính là quan Khâm Sai. Đồ lão! Đã sai tôi làm tất cả chuyện này để hãm hại quan huyện Trần Trung. Ngươi đừng ngậm máu phun người, nói điều sằng bậy, coi chừng cái đầu của ngươi khó giữ đó. Can Trường, đến giờ phút này mà ngươi vẫn chưa nhận tội sao? Ta đã nắm hết toàn bộ tang chứng và vật chứng, đủ một tội ngươi rồi. Ngay cả chuyện giết chết Văn Tả đi bịt đầu mối, ngươi còn dám đứng trước công đường xảo ngôn sao? Sư phụ, con làm tất cả mọi chuyện này là để muốn trả hận cho sư phụ. Chính hắn, nếu không phải hắn thì sư phụ đâu có thân bại danh liệt, cáo quan từ chức. Nếu không có hắn thì con đường công danh sự nghiệp của con đâu có bị cản trở. Chính hắn, tất cả là hắn. Thôi đừng xảo ngôn. Ngươi nghĩ ta ở kinh thành, ta không biết chuyện gì hay sao? Dám lấy cớ trả thù cho ta mà làm sằng bậy, trái với phép nước kỷ cương. Để tôi nói cho ngươi biết, có phải ngươi đã ngầm biết được phê sớ của quan đại thần cất nhắc quan quyền Trần Trung về kinh lãnh chức ngũ phẩm, nên ngươi đem lòng đố kỵ,
vì muốn được tiến cử vào hàng chức đó, nên người tiên hạ thủ Di Cường ra tay hãm hại Trần Trung để được thay vào chức vụ đó. Sao? Ta nói có đúng không? Can Trường! Sư phụ, con biết tội của con rồi. Đệ tử nhất thời hồ đồ, là bao nhiêu chuyện tài trời. Xin sư phụ hãy tha cho con lần này. Nghĩ tình thầy trò, con tận tụy với thầy bấy lâu nay, xin thầy hãy bao che cho con lần này. Thì triều đình không ai biết hết, tất cả bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay của thầy. Thầy muốn xử sao cũng được hết. Ông trời đang giúp thầy trò ta mà sư phụ. Ta thật là hổ thẹn khi có một đệ tử như ngươi. Ngươi bảo ta che chở cho ngươi, làm chuyện trái với kỷ cương phép nước. Đúng, đúng là ta có thể ém nhẹm chuyện này, thì trong ngoài thiên hạ không ai biết. Nhưng trời biết, đất biết, lương tâm của ta biết, sẽ không cho ta làm điều này. Trần Trung, đúng là ngày ấy ta cũng rất tức giận vì ngươi làm trái ý của ta, khiến ta thất điên bát đạo. Ngán bước được thăng quan tiến chức của ta, nhưng nghiệm ra ngươi đã làm ta thức tỉnh, mình đã sai thì không thể tiếp tục sai một lần nữa. Ta cảm thấy ăn năn và hổ thẹn trước con người tài năng và đức độ như ngươi. Ân sư, con không dám nhận lời khen ngợi của ngài. Quân, dạ, cởi trói cho Trần Trung và Ngọc Nhi. Sư phụ, hai người đứng lên đi. Sư phụ. Quân, dạ, bắt trói Can Trường. Dạ, dạ, giải về triều đình chịu tội. Sư phụ, sư phụ không thể nào đối xử với con như vậy được. Không thể nào, con không thể về kinh, con không thể nào mất tất cả được. Trần Trung, vì ngươi mà ta mất tất cả, vì ngươi mà hôm nay ta ra nông nỗi như thế này, ta không thể nào bỏ qua như vậy được. Giải hắn đi. Dạ, dạ. Đại Dân. Trần Trung. Ngọc Nhi. Trời có sao không? Ngọc Nhi, trời có sao không vậy? Sao nàng khờ vậy? Sao nàng lại đỡ nhát nhau này chứ? Ngọc Nhi, tên lên đi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Sao? Ngọc Nhi sao rồi? Tôi cũng chịu thua, không thể nói trước được. Tuy rằng giai đoạn này nguy kịch đã qua, nhưng Ngọc Nhi vẫn chìm sâu trong hôn mê, không biết đến bao giờ mới tỉnh. Không được, bằng mọi cách anh phải cứu sống Ngọc Nhi. Đại Nhân, phải cứu sống Ngọc Nhi chúng ta. Trần Trung à, bằng mọi cách anh phải cứu sống Ngọc Nhi chúng ta. Hai người đưa thầy ra ngoài đi. Dạ mời. Mời. Dạ. Ngọc Nhi ơi, nàng hãy tỉnh lại đi. Nàng hãy mau tỉnh lại đi mà. Trần Trung à, đừng mau như vậy lại mà nhìn con. Ta đi mà. Trần ta Trung. Trần Trung, con mình Ngọc tỉnh lại đi. Tỉnh lại nghe mẹ nói nè. Ngọc Nhi ơi, mở mắt ra nhìn ta đi. Ngọc Nhi, nàng tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn ta đi. Sao nàng không mở mắt ra nhìn ta? Sao nàng không chịu tỉnh lại mà cứ nằm im như vậy hả Ngọc Nhi? Nàng hãy mau tỉnh lại đi. Ta thực sự không chịu nổi. Ta đau lòng lắm. Ngọc Nhi à, nàng hãy mau tỉnh lại đi. Đừng cứ nằm im như vậy nữa. Mở mắt ra nhìn ta đi Ngọc Nhi.
Nàng hãy trả lời ta đi. Mau tỉnh lại đi, nàng có còn nhớ món quà mà ta tặng cho nàng hay không? Là chưa Ngọc Nhi? Mở mắt ra nhìn ta đi mà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Sao nàng vẫn im lặng như Ngọc Nhi? Nàng hãy tỉnh lại đi. Nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà Ngọc Nhi. Nàng có biết không, ta đã làm tất cả rồi. Nàng hãy tỉnh lại đi mà Ngọc Nhi. Nàng nằm im như vậy, lòng ta đau lắm. Bây giờ ta phải làm sao? Ta phải làm sao nàng mới tỉnh lại đây? Nàng hãy nói cho ta biết đi, ta phải làm sao thì nàng mới tỉnh lại đây? Có nghe ta nói không Ngọc Nhi? Có nghe ta nói không? Hãy mở mắt ra nhìn ta đi. Không, không thể như vậy được. Ngọc Nhi ơi, nàng phải tỉnh lại. Nàng phải tỉnh lại Ngọc Nhi à. Trần Trung à, con đi thật sao? Con phải đi mẹ à. Đại nhân, để Dương Võ đi cùng với đại nhân. Không cần đâu, ngươi và Minh Hữu ở nhà chăm sóc cho mẹ ta là được rồi. Ta đi sẽ về liền thôi mà. Ta phải tìm cho được thần y đó để cứu chữa cho Ngọc Nhi. Không biết thần y đó có giỏi như lời đồn không nữa. Dù hy vọng rất là mỏng manh, nhưng mà ta cũng sẽ cố gắng tìm. Con đi nha mẹ. Ừ.
Tôi không thể cứu người bị hôn mê sâu được, nhưng tôi có thể chỉ cho ngài đi tìm thần y, vị này sẽ chữa khỏi. Ông thần y đó đâu? Tôi xin ông, tôi gian ông, ông phải chỉ giúp tôi. Ông phải chỉ giúp tôi, ông thần y đó đang ở đâu? Ở tận trong rừng sâu kia, trên ngọn núi cao ở phía tây, ở đó có một cái thảo am, thần y đang sống ở đó. Được, tôi xin đa tạ, tôi xin đa tạ, nhất định tôi sẽ tìm được thần y về đây để chữa trị cho Ngọc Nhi. Tôi xin đa tạ. Ngọc Nhi à, không biết ông trời muốn thử thách tụi con hay sao? Mà từ khi bước chân qua dạm hỏi, chưa kịp uống ly rượu mừng, mà bao nhiêu chuyện tai ương dồn dập xảy ra. Nghĩ tưởng là tụi con không vượt qua được ải. Nhưng rồi, cũng tai qua nạn khỏi, rửa sạch hàm oan. Quan nghiệt thai, chưa kịp châu về hiệp phố thì con bị hôn mê không tỉnh lại, khiến cho trần trung đêm ngày lo âu buồn khổ. Bây giờ trần trung đã lặn lội đi tìm thầy thuốc để về trị cho con hết bệnh. Không biết là thầy đó có chữa hết bệnh cho con được hay không, nhưng dù một tia hy vọng nhỏ nhoi thì Trần Trung con trai của ta cũng phải tìm về đây cho bằng được, để chữa trị cho con. Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Con tỉnh rồi phải không? Ngọc Nhi! Con! Mọi người ơi! Mọi người ơi! Ngọc Nhi tỉnh lại rồi! Mọi người ơi! Ngọc Nhi tỉnh lại rồi! Ngọc Nhi! Con tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời Phật! Tẩu tẩu đã tỉnh lại rồi! Tẩu tẩu đã tỉnh rồi! Sư huynh! Chúc mừng tẩu tẩu! Trần Trung! Trần Trung đâu rồi? Con muốn gặp Trần Trung! Con muốn gặp Trần Trung, mẹ! Nghe lời ta nói đi, một đứa đi là đủ rồi. Con bệnh mới vậy mà đi đâu được chứ? Con cũng đã khỏe rồi mà thưa mẹ. Con không thể nào ở nhà mà đợi tin Trần đại nhân được. Người đã vì con mà vất vả bao nhiêu rồi. Ngọc Nhi, bây giờ Dương Võ xin theo cũng không được. Thôi thì Ngọc Nhi hãy bảo trọng. Cô nương Ngọc Nhi, nếu quyết định đi rồi, cô hãy nhắm hướng núi phía tây mà đi, hỏi am của vị thần y, chắc chắn sẽ tìm được. Thôi, nói tóm lại ý ta cũng vẫn là nên ở nhà. Thưa mẹ.
Chú ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là thảo am của thần nghi hay không? Đúng vậy, nhưng người không có ở nhà. Người không có ở nhà? Dạ. Tôi từ phương xa tới đây, có chuyện cần gặp thần nghi. Tôi có thể ngồi đây đợi thần nghi được không? Ở khi nào thần nghi về vậy? Không may cho ngài rồi, thần y đang trên đường đi phương Bắc để trị bệnh theo lời mời của sứ thần. Nhanh nhất cũng hết mùa thu này mới về. Hết mùa thu này mới về? Dạ. Cảm ơn chú tiểu. Chú tiểu, cho tôi hỏi thăm. Dạ, thí chủ muốn hỏi gì? Thưa chú tiểu, chú tiểu có thấy một người đàn ông cao hơn tôi một chút xíu, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đi qua đây không ạ? Có thấy. Người khách ấy từ xa đến đây, nhưng thần y không có ở nhà nên đã đi rồi. Đi rồi sao? Dạ. Người có biết đi về hướng nào không ạ? Người ấy đi hướng này. Dạ, cảm ơn. Dạ, không có gì. Thank you.
ở đâu rồi? Bức hình chân dung Ngọc Nhi vẽ mình, vẽ cho mình đã mất tiêu rồi. Không lẽ nó rớt dọc đường rồi sao? Con có thể cho ta xin lại bức họa này được không? Bức họa này của ông hả? Đúng rồi. Hèn gì, con thấy trong bức họa này giống ông ghê. Cảm ơn con. Mà bức họa này ai vẽ cho ông vậy? Bức họa này là của Hồng Nhan Tri Kỷ của ta, vẽ cho ta đó. Hồng Nhan Tri Kỷ là gì vậy ông? Sau này lớn lên con sẽ biết. Cho ta xin lại bức họa này nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ không có gì. Chén này là của ông Tả nè Dương Gió. Bá Mẫu. Ủa, đến giờ cơm Bá Mẫu là đầu bếp chính mà, sao Bá Mẫu không vào bếp mà chuẩn bị? Sao Bá Mẫu ngồi đây? À, chắc là Bá Mẫu đặt đồ ăn rồi, chút nữa người ta mang tới. À, đồ ăn cao lâu à? Dạ. Ở nhà của ta, ta đâu có phung phí dữ vậy. Mẹ của ta bây giờ chỉ ngồi hưởng phước thôi. Còn về chuyện bếp nút trong nhà này, bây giờ đã có người khác làm thay rồi. À phải rồi, Bá Mẫu hôm nay đã có dâu hiền rồi. Mà phải công nhận nha, đại tẩu á, cầm kỳ thi họa đã xuất chúng rồi thì chắc chắn á, nấu ăn á, là phải ngon hơn người. Kỳ này ta với người á, là được ăn ké rồi đó. Bá Mẫu. Bây giờ Bá Mẫu chỉ đợi có cháu nữa thôi là đại hỷ, đại hỷ đó nha. Đương nhiên là có chuyện đó rồi, nhưng mà phải từ từ đúng không mẹ? Con ta nói đúng đó. Để cho Ngọc Nhi nguôi ngoai nỗi đau buồn khi thân phụ mới vừa qua đời. À, à đồ ăn tới rồi. Nhìn đạo quá. Ôi, nhìn thật là ngon. Dư Võ, gấp đồ ăn cho Văn Tả đi. Dạ. Rồi, xin mời ông Tả dùng cơm nha. Minh Hữu nhớ ông Tả quá. Ta cũng vậy. Mất mát này không có gì bù đắp được. Thôi, đừng có buồn nữa. Mọi người cầm đũa ăn đi. Nguội đồ ăn hết bây giờ. Ngọc Nhi à, ta nhìn thấy nàng bày biện mâm cơm như thế này ngon miệng lắm. Cảm ơn nàng. Wow, nhìn quá trời mô lạ luôn, sư huynh. Chưa ăn nhưng mà thấy cái mùi là đã thơm lừng rồi. Dương Võ, kỳ này ta với nhà ngươi đã bước sang một trang sách mới rồi đó nha. Chứ không phải giống như ngày xưa. Sáng cái cá chiên, chiều cái kiến cha. Kiến cha là món gì? Dạ cũng là cá chiên đó Ba Mẫu. Biết vậy, hồi đó trưa ta cho chén nước mắm, chiều ta cho chén mắm kho. Nhưng vậy cũng ngon mà mẹ. Dạ, mời mẹ, mời phu quân, mời mọi người dùng cơm. Ăn đi. Dạ, ăn cơm, dạ, ăn cơm. Mọi người ăn đi, nguội hết rồi kìa. Ngon. Con
mời mẹ. Ngon quá. Nàng nêm nếm rất là vừa miệng với ta. Mọi người thấy thế nào? Ngon quá phải không? Ta biết mà. Nếu mà ngon á thì mọi người ăn tiếp nữa đi. Nè mẹ, ngon lắm mẹ. Dư Võ, đưa chén đây. Minh Hữu, ngon quá phải không? Ăn nhiều nha. Này Dư Võ, ngươi sao vậy? Ngươi nói cái gì vậy? Muốn đi uống nước. Sao vậy? Ngon không? Dạ dạ dạ. Vậy thì ăn tiếp đi. Phu quân, ta rất thích cái món này. Phu quân ăn nhiều món này nha. Cảm ơn nè. Ba mẫu có sao không? Mẹ ăn đi. Đây. Ta không sao hết. Ngon quá. Ê, nhìn Trần Trung kìa. Bây giờ thức ăn á có mặn như muối, ngọt như đường. Đối với Trần Trung á vẫn là ngon. Dạ. Nhưng mà ta phải tính sao đây? À, chắc là mình cũng phải lấy cho đại nhân ly nước hả? Không phải, ta nói ta và nhà ngươi kìa. À, chắc là mình ăn cơm không đi ba mẫu. Vậy đi. Ngon quá mà phải không mẹ? Ngon ngon. À, ngon quá. Con mời mẹ. Mẹ ăn món này nữa nè mẹ. Tên Dư Võ này đi uống nước làm gì mà lâu dữ không biết nữa à.